À Ôi ơi rồi em đi lấy chị ơi, ơi. thế gia đình sắp xếp kiểu gì mất sức sao lại ngủ chỗ này? Ôi giời ơi, ngủ thế này mấy cả tháng này rồi. Từ lúc có thành phần trên này là chị là thành con sen cao cấp rồi, tuổi gì mà được làm giường. Ôi rồi, thế nào đây? Sao lại anh để chị ngủ dưới đất này chứ? Tuổi gì thì bây giờ có cậu ấm rồi thì cái thành phần kia thì oxy hạng 2, hạng 3 thì tuổi gì. Thế kia còn ông kia, ông sao ông không cho mẹ ông Mà ngủ lại trên cứ giường bảo à? là chị không được làm đây, bởi vì làm đây là sợ đèo thằng cu mày ạ. Ôi rồi, thế giường rộng này mà thế nào lại sẽ ngủ dưới này này, thế trông nó Bởi đùa. gì lên giường, bảo lên giường là bà sẽ đèo vào con lên xuống đất làm đất lâu rồi. Này, thế còn cái thành phần kia? Kìa cậu gọi kìa con. Thành phần sóc ơi. Thóc kìa Đấy, cậu gọi kìa. quá Đây trời bên đang mông nói ấm chuyện lại là à. mẹ về xuống đất nằm ấy nà. À đang nói chuyện à. Đấy. Nhìn vào đây. Nhìn nói chuyện khán giả tí đi. Cậu gọi Hả? gọi Gọi phát nhìn thẳng vào cam luôn đây này. Đừng có đùa nha. Yêu quá cơ. con trả lời đi, con trả lời đi, bây giờ con trả lời đi. Đấy, thôi À được, cứ như này trên này. em không ngủ à? Thế em làm gì mà em lại tỉnh dậy thế? Tổ giai bố cho nằm Trời mặt nhiệt ra ơi, trên trông trông này. gai bố này. Ôi trời ơi, gì Ôi trời đấy? Ôi ơi. trời, đến giờ ăn để em dậy à? Ôi, một chiếc em bé năm À, nay được 2 tháng rưỡi ôi trời, rồi. em dậy à? Chuẩn bị đến giờ ăn này đúng không? Trông đều như nó Đến giờ cục. ăn này đúng không nào? Em dậy đúng không? Hả? Em sóc có yêu không? Tác tô tác tú Ấy trời ơi. ơi, Trông lại yêu thế. Thì ai bố quan cháu nằm trời ơi, trông lại này. trong lại Hai bố toan bố cháu đây lại rồi. bố ơi, Đây hai bố toan cháu lại đây. bố ơi, bữa yêu em sóc nhá. Úi giời ơi. Lớn lên đừng gọi bố vào bờ tường vả mồm bố nhá. Bố yên tâm đi. Nhá, Nhà ông trời nọ trông nhà, trông ôi trời đều trông nhà ơi, trời ơi. Tác đô tác bác ơi, tôi thấy cháu yêu không? Gì? Ơi, cháu thiên nam, cháu yêu lắm, cháu giống mẹ cháu đẹp trai, giống bố xấu của mẹ. Trời ơi, trời. À, nói ơi, Sóc nhìn. ơi, em nhìn gì đấy? Đây, cháu bán hàng cho mẹ cháu đây Nhìn gì này. đấy? Đây, các cô, các chú, các bác ai bị đau dạ dày, chảy máu dạ dày, loét dạ dày, HP dạ dày thì dùng an dạ cho mẹ cháu nhá. Dùng an dạ Hitoxi cho mẹ cháu nhá. Một hộp là 20 gói các cô, các chú ạ. À, bị loét dạ dày là uống, có người bị đau dạ dày uống sau 30 phút là đỡ này. Đấy, rồi là bị trào ngược dạ dày, bị HP dạ dày này là hết luôn này. Đấy, ai các cô bác nào mà bị các vấn đề về tình trạng về dạ dày như là rối loạn tiêu hóa rồi đau hang vị, đau đại tràng là mua nha. Đấy, sản phẩm nhà cu sóc là uống là khỏi nha, bằng thảo dược luôn các cô các chú các bác nha. Đấy, các cô chú các bác Đấy thấy có yêu không ạ? À? Ôi đấy, trời, tao bán hàng cho mẹ tao đấy. ôi trông kìa, trông kìa, Tao bán hàng cho mẹ tao đấy, tao kiếm tiền đấy. vô đâu Các cô các bác mà bị dạ dày nhớ uống an dạ nhà cháu nha. Đấy, uống là ơi, khỏi đấy các cô các bác ạ. bố em Các cô các bác đâu có chèm một cậu con trai như này không? đấy. Cháu ngoan lắm đấy. Đấy, 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 Cháu đấy, bé ôi trời. lắm ấy, cháu vừa mới tiêm trong này không ốm đau rồi cả. À dạ, Các cô các bác mua thì nhắn tin cho mẹ cháu nha. đêm em ngủ ngoan Mẹ nha. cháu lấy tiền mua chữa cho cháu Ồ nha. nha, đêm em ngủ rất là ngoan luôn Cô nhá. làm diễn viên từ lúc mới cháu có được có 1 tháng rưỡi thôi đấy. Em Giỏi lắm. không trộm vì em không ốm đau gì nhà, ăn vẫn đủ suất nhà, cứ 2 tiếng rưỡi làm 160 nhà. Ý giời, yêu đồ dài bố thế chứ này nhà. Nhỏ ơi,